Dạ em chào chị, em là Việt, em là một thành viên của team Design Việt Nam và rất vui vì hôm nay có cơ hội được gặp gỡ chị Thanh trong cái buổi trò chuyện này để có thể chia sẻ với các anh chị học viên của Design Việt Nam về cái hành trình mà mình ứng dụng Design vào cuộc sống, cũng như là cái hành trình mình đạt được những cái mục tiêu mà mình đặt ra khi mà đến với Design Việt Nam. Dạ trước tiên thì chắc là em xin phép để nhờ chị mời chị Thanh là giới thiệu về tên, công việc và cái mình sinh sống hiện tại đang sinh sống ở đâu vậy chị? Dạ vâng, xin chào quý vị. Mình giới thiệu một chút, mình tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Thanh. Hiện tại đang ở Nghệ An, đang làm việc và sinh sống ở Nghệ An. Thì công việc của mình thì cũng là một công việc online, giống như các bạn ở phụng sự của DCI thì mình cũng là một thành viên phụng sự cho một lớp học online về chữa bệnh không dùng thuốc, gọi là phụng sự cho lớp diễn trần. Điều khiển liệu pháp của Thầy Tổ Quốc Châu. Đấy, thì đó là giới thiệu sơ qua của mình về Dạ, vậy thì không biết là cái cơ duyên nào mà giúp cho chị Thanh có thể biết đến Design Việt Nam và đặc biệt hơn hết là đăng ký vào lớp các lớp của thầy Nguyễn Công Bình vậy chị? cơ duyên thì cũng kể từ năm 2019. Năm 2019 thì khi đó mình đang mới sinh em bé thì mình có tìm hiểu, lúc đó thì công việc nó chưa có ổn định, mình đang làm công việc tự do và có tìm hiểu về các lớp phát triển bản thân ấy, thì có cô Nguyễn Hà đó, hiện tại cũng là giảng viên của DCI ấy. Lúc đó thì chị cô Hà là hình như là leader của DCI ấy, thì mình tham gia các lớp của cô như lớp đánh thức người phụ nữ phi thường ấy. Thì, và mình tham gia vào lớp chuyên sâu hơn là cộng đồng Wannerman Club. Thì trong cái thời gian đó có thực hành mặc dù là mình chưa học DCI, nhưng mà trong các buổi chia sẻ, trong các bài học của cô đều lồng ghép cái gieo hạt vào, và mình có phần gieo hạt tài chính tất cả những cái giống như là những cái dự án của team hay là của DCI, hay là những cái dự án mà chỉ của cộng đồng kêu gọi ấy, thì mình cũng có tham gia, tức là lúc đó cũng hiểu về nhân quả và cũng có tham gia. Thì sau đó thì mình học lớp mình học chính thức DCI từ thầy Nguyễn Công Bình, như là khóa K7 hay K8 gì năm ngoái đấy, năm ngoái hay năm kia gì đấy, không 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 nhớ chính xác năm, nhớ K7 thì phải. Đấy, thì khi nào tham gia đó, cái hành trình đó thì mình cũng hiểu sâu hơn về các cái 10 thiền nghiệp, các triết lý của DCI, và mình cũng đã có cái hành trình thực hành đều đặn hơn. Trước đó thì cũng có biết, cũng có thực hành nhưng mà nó bập bõm, nó chưa có đều đặn. Thì sau khi lớp học thì mình cũng có thực hành nhiều hơn, và mình thực hành với các bạn ở trong team của mình ấy, giống như thực hành tự phát. Nói để mà nhiều nhất thì có thể là thực hành cái thời điểm mà mình đang học phát triển bản thân với cô Nguyễn Hà ấy, là thực hành nhiều nhất với cô Hà. Thì sau này thì khi mà mình thực hành cái phần hành trình gieo nhà ấy, thì có thực hành với chị Mai Cát Phương ở trong team Happy House đó. Vậy thì không biết là khi mà mình học các lớp học của DCI và mình thực hành cùng với cô Hà cùng với chị Mai Ca Phương đó, thì nó đã có những cái sự thay đổi nào mà giúp cho nó có sự thay đổi trong cuộc sống đó, giúp cho mình có thể phát triển hơn hay là đạt được những mục tiêu của mình đó chị? Thời điểm mà bắt đầu học với cô Nguyễn Hà thì cái tài chính của mình thì chưa có ổn định, thì thu nhập hồi đó thì cũng tầm 2-3 triệu thôi, nhưng mà mình vẫn có viết cái mục tiêu đó, vẫn nhớ cái cuốn sổ của mình. Đầu tiên mình viết cái mục tiêu là mình mong muốn đạt được 30 triệu trong 1 tháng vào thời điểm, nhưng mà đến cái thời điểm, tức là lúc đó mình thực hành bập bõm, mình cũng chưa chưa có niềm tin lắm. Thì vào năm năm đầu năm 2022, cuối năm 2021, đầu năm 2022 ấy, thì bắt đầu tài chính nó có cái sự chuyển biến, và mình đã đạt được con số đó khi mà mình viết ra bước một đó là 30 triệu. Và cái hành trình
Thực sự là nói để mà thực hành đều đặn thì mình cũng bập bõm, nó rất có từng cái khoảng thời gian, có những cái khoảng thời gian mình rất là chuyên chú, mình tập trung vào thực hành, và mình cũng có chia sẻ và mình có một sự thay đổi á, mình có sự thay đổi trong nhận thức á, mình những cái gì mình đều quy về cái nhân quả, mình nhân quả mình từ đó mình gieo, giống như cái công việc hiện tại ấy. Thì khi mà mình hiểu được là cái việc mà mình phụng sự, mình cho đi thời gian, mình dành thời gian, mình chia sẻ kiến thức, hay mình dành thời gian để phụng sự tất cả mọi người ấy, thì đó là một cái việc mà mình giống như là mình được nhận, chứ không phải là một cái áp lực hay gì cả ấy. Thì đó cái sự chuyển hóa của mình. Dạ. Và cái một cái được nữa, một cái mà em đạt được nữa, đó là cái hành trình mà rõ ràng nhất là em vừa chia sẻ với Happy House, đó là em gieo được cái căn nhà của mình, mặc dù là nó bắt có thể xuất phát từ con số âm. Dạ. À, vậy thì chị có thể kể cho giúp em là kể về chi tiết về cái quá trình mà mình thực hành design cùng với các anh chị như là chị Hà hay là chị Mega Phương. Ra được mà giống như là mình về cái hành trình first step của mình về các căn nhà hay là những cái chương trình thiện nguyện hay là những cái hoạt động mà các anh chị đã hướng dẫn mình để có thể đạt được những cái mục tiêu của mình đặt ra. Thì thời điểm mà với cô Nguyễn Hà thì mình cũng có ở trong team, thì cũng có các chị cũng hỗ trợ thực hành, ví dụ như các hành trình 90 ngày, hành trình gieo hạt 90 ngày, cứ từng bước 90 ngày như vậy. Thì nó bắt đầu nó có cái sự chuyển biến về cái công việc đấy. Sau đó nó thực sự là cái tài chính, cái thời điểm mà mình đạt được cái tài chính đó, thì nó cũng mình cũng không giống như là cái quả mình đang dừng lại một số một cái quãng thời gian mình không thực hành ấy, nhưng mà cái quả nó đến nó rất là vi diệu như vậy. Thì sau đến cái hành trình mà mình tâm đắc nhất, đó là cái việc mà gieo nhà, thì bắt đầu từ tháng 4 2022 ấy, thì bắt đầu với cái hành trình là mình viết cái bước cái mình biết tới cái team Happy House của chị Phương, và mình bắt đầu là lúc đó là mình đang cũng đang mong muốn mình sẽ xây một cái căn nhà. Và thực sự là điểm xuất phát thì có thể rất là nhiều người nghĩ là mình không có thể xây được cái căn nhà đó. Thì bước một là mình, chị Phương và team cũng có chia sẻ là mình viết cái bước một của mình rõ ràng, mình mong muốn xây nhà, căn nhà như thế nào, tầng 1 của mình như thế nào, tầng 2 của mình như nào, mình ghi chi tiết ra như vậy đó. Có những buổi sinh hoạt team thì chị bảo chia sẻ là chị cài cái hình nền phía sau là một căn nhà của mình mong muốn, mình xem ở trên Google mình mong muốn cái căn nhà như vậy. Và mình cũng may mắn là bắt đầu lúc đó thì mình có hai vợ chồng có quyết quyết định là mình thiết kế, mình nhờ kỹ thuật để mình thiết kế ra căn nhà, để mình có cái sự chỉnh sửa và có cái hình ảnh á, mình hình dung rõ hơn. Thì đó là bước một là mình còn phần thực hành ấy, thì là khi đó là gieo đều đặn cái hành trình là 108 ngày. 108 ngày là gieo vào có heo đất ấy, để xây căn nhà tình thương. Thì thời điểm đó là mình có mình cũng mong muốn là mình sẽ cam kết đi hết cái hành trình đó, nên là mình đã nhận một cái nhiệm vụ là mình tạo bình chọn cho nhóm, để nhóm có thể tích bình chọn mỗi ngày, sẽ giúp mọi người giữ cam kết. Khi đó mình biết được cái hạt cam kết, nên là mình giúp mọi người giữ cam kết, và mình cũng đã giữ cam kết đến cái hành trình đó. Thì sau 108 ngày thì mình vẫn tiếp tục duy trì đều cái quỹ đó để gieo cho các căn nhà tình thương mà mình gặp. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, khi mà mình song song với cái việc mình gieo 108 ngày, thì có rất là nhiều căn nhà phát sinh, giống như là mình hỗ trợ cho những dự án khác á, thì mình đều có tham gia. Rồi việc gieo cầu đường nữa, chị Phương cũng có chia sẻ là thời điểm mà lúc đó thì mình cũng hỏi chị Phương là bây giờ em có một cái giấy tờ nhà đất nó chưa có hành thông, nó đang bị tắc nghẽn 2 năm rồi, nó chưa có hoàn thành, thế bây giờ em cần gieo cái gì. Thì chị Phương có chia sẻ là em tích cực em gieo cầu đường, rồi gieo những cái trường hợp mà khẩn cấp đấy. Thì một tháng mình gieo đều đặn, hỏi chị là cứ bây giờ ở bên team có cái dự án nào cầu đường chị cứ gửi trực tiếp cho em.
thì có cái chơi dự án nào cũng tham gia hết trong một tháng, 2 tháng chứ, 2 tháng đó dự án nào cũng tham gia hết. Và mình có một cái quỹ gieo cầu đường riêng đến bây giờ vẫn đang còn, là mình tất cả mọi công việc của mình đều cần cái sự hanh thông thuận lợi để nó diễn ra, nên là mình vẫn có dự quỹ đó. Và bất ngờ là sau 2 tháng thì cái giấy tờ của mình đã hoàn thành ấy. Tức là có giấy tờ, có biến đất trong tay. Thì sau 2 năm, 2 năm nó tắc nghẽn, nó không có khả năng làm được, hoặc là nó rất là khó, người ta bảo rất là khó làm này nọ. Thì sau 2 tháng mình thực hành đều đặn thì nó có cái kết quả như vậy. Rồi cũng có chị Phương cũng có chia sẻ về cái việc mà mình gieo hanh thông bằng cách là mình gieo ý, mình cầu chúc bình an cho những người mà đang hành đang đang có lưu thông ở trên con đường mình đang đi, mình ví dụ như đang đi trên đường, rồi có nói là những cái hạt vi tế như mình hạt nhìn thấy những cái căn nhà mới người ta đang xây dựng, rồi mình cũng gieo ý nghĩ, mình cầu chúc cho họ đấy. Ngoài gieo tài chính, gieo đấy thì có cái hạt giống nữa là mình gieo như ý. Thì cái hạt này mình cũng không nhớ là mình ai chia sẻ, nhưng mà tức là khi mình có cái mong muốn là mình xây căn nhà và mong muốn cái căn nhà nó theo ý mình, thì cái hạt như ý nó sẽ giúp mình có được là cái căn nhà mà mình theo cái ý mình ấy. Thì có cái hạt giống như ý thì mình cũng gieo như ý đều đặn, không không phải là đều đặn nhưng mà mình có cái ý thức để mình gieo như ý ấy. Giống như là con bình thường là cái này thì cũng phải cảm ơn cô Hồng Nguyễn Hà ấy, vì là trong cái chương trình của cô có cái chương trình là dạy con gieo hạt ấy, thì mình cũng đã học được rất là nhiều kiến thức, là mình ví dụ mình trợ duyên cho con gieo hạt này, rồi là mình gieo hạt cùng con á. Đấy, nên là cái việc mà mình gieo hạt nó giống như là nó diễn ra bình thường những cái câu sinh hoạt hàng ngày như vậy. Vậy thì cái hành trình đó, cái hành trình mà đồng hành cùng với lại leader của leader Mega Phương thì nó sẽ là một hành trình dài để cho mình có thể đạt được mục tiêu như hiện tại. Thì không biết chị Thanh có thể giúp em chia sẻ về khi mà mình được thực hành cùng với chị Mega Phương hay là các leader, thì cái cảm nhận của chị như thế nào về chị Mega Phương, mình có thể chia sẻ để team chắc chắn là sau cái buổi này là team sẽ gửi cái lời biết ơn của mình cũng như là những cái cảm nhận của mình đến với chị Mai Cao Phương, để cho chị có thể thiền những cái hạt cà phê, thiền cà phê những cái hạt giống mà tốt đẹp của chị đã trợ duyên, đã kết nối, đã giúp cho các anh chị có thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Nói biết ơn thì đầu tiên cũng biết ơn là biết ơn cô Hà, cô Nguyễn Hà, leader Nguyễn Hà ấy. Thì bởi vì là cô nói cho mình là biết tới BCI, cô hướng dẫn cho mình các 4 bước gieo hạt, rồi 4 quy luật của gieo hạt, rồi có cái hành trình cũng hơn 1 năm đấy, gần 2 năm, hơn 2 năm, từ năm 2019 đến năm 2021 là vẫn thực hành, vẫn ở trong team của cô vẫn thực hành các cái dự án. Rồi giống như gần đây nhất là có dự án, một cái dự án là gieo một căn nhà nhân dịp và lễ Vu Lan ấy, mình cũng có trợ duyên cho team là gieo căn nhà đó. Thì biết ơn cô Hà bởi vì là người đưa mình tới biết tới DCI và chào tới DCI, rồi cũng làm cái đội ngũ Panama Club mà mọi người các anh chị ở trong team cũng đã hỗ trợ mình thực hành rất là nhiều, các cái chị leader ở trong mình cũng hỗ trợ mình thực hành rất là nhiều đó. Thì sau nữa là có chị Mai Cao Phương thì là người trực tiếp mà cái hành trình mình gieo căn nhà đấy, gieo cầu đường, gieo căn nhà, thì cảm nhận về chị thì thực sự là chị một người cũng rất là nhiệt tình. Thực sự là thời điểm mà hỏi tới chị thì cũng chưa, mình cũng nhờ một người bạn khác kết nối và biết tới cái team, biết được cái nhóm, thì cần cái gì hỏi thì chị cũng có trả lời đó. Khi thời điểm hỏi có thời điểm hỏi chị có thể sao bây giờ, tại vì chị ở trong miền Nam nên là các cái dự án nhà với dự án gieo triệu ước mơ hay là gì cũng ở trong kia, xong mới hỏi là bây giờ làm sao để có thể mình có thể xây nhà tình thương ở tại quê hương mình, hay là có thể làm triệu ước mơ ở quê hương. Thì
cái những cái câu hỏi như vậy thì chị cũng rất là nhiệt tình chị trả lời. Và năm nay thì những cái câu hỏi năm ngoái thì năm nay nó đã đạt được. Đấy, Team Design Nghệ An thì năm nay đã có cái thư viện ước mơ, cái chữ ước mơ đầu tiên và cái căn nhà đầu tiên vừa mới hoàn thành cách đây mấy ngày, 20 tháng 10 đấy thôi. Đấy thì có hai cái sự kiện như vậy của Design Nghệ An. Và hiện tại thì cũng rất là biết ơn, bởi vì mỗi lần mình gặp cái vấn đề gì mình hỏi thì chị được trả lời và chị chia sẻ những cái dự án. Thời điểm đó thì mình bảo là thực sự là bây giờ em muốn gieo nhưng không biết gieo ở đâu, thì chị bảo là em cứ theo dõi ở trong nhóm, nếu như có các cái dự án mình hữu duyên thì mình cứ gieo đều đặn như vậy, và có những cái dự án hữu duyên thì mình sẽ gieo thêm vào đấy. Còn hiện tại nữa thì là em sinh hoạt với team DCI Nghệ An, đó, cũng đồng hành với team DCI Nghệ An, cũng làm các chương trình từ hồi đầu tới giờ. Có chương trình ở các bác thương binh này, chương trình ngày lễ thương binh liệt sĩ thì có các bác thương binh, rồi làm chương trình trữ ước mơ ở Kỳ Sơn, hữu kiểm Kỳ Sơn, và chương trình gần đây nhất là mình gieo nhà tình thương cho anh Mão. Đấy là cùng với team DCI Nghệ An là mình thực hành, mình gieo với team, và mình có thực hành với team, có thực hành thiền cà phê đều đặn nhá, từ từ tháng tư à tháng 5 năm nay thì vừa đến bây giờ thì mình vẫn thực hành đều đặn với team là thiền cà phê mỗi tối 30 phút. Đấy thì đó là những cái điều mà em mong muốn chia sẻ và biết ơn với những cái môi trường mà em đã thực hành. Thì mình cũng nhận ra được rất là nhiều, trước đây là mình cứ chăm chăm vào cái bước một của mình ấy, và mình giống như là có một thời điểm em dừng lại vì là nó mình cảm nhận mình bị dính mắc vào cái tâm tham, tại tại vì mình muốn cái này nên là mình mới phải gieo cái này đấy. Sẽ có những cái thời điểm đó bắt đầu ấy, thì mình bắt đầu cũng vậy và cũng có những cái hành trình bập bọ. Thực sự là những ai mà tinh tấn lắm, những ai mà hạt nó đẹp lắm, nó rất là ấy thì người ta mới thuận lợi là bắt đầu và người ta thực hành và có kết quả ngay đấy. Còn những hầu như em là được nghe câu chuyện hay là bản thân mình trải nghiệm ấy, thì ai cũng có cái hành trình bắt đầu là mình bập bõm, mình gieo, mình phải đi, mình vấp, rồi sau mình phải đứng dậy, mình lại đi tiếp, thì khi đó mình mới đi vững được. Còn người ta nắm tay mình đi thì nó không được đi đường dài, không đi được đường dài. Thế nên là nếu như mà những ai mà đang đang có thể nghe cái câu chuyện, hoặc là những ai mà mình đang thất vọng tại sao mình chưa thấy được cái gì cả, thời điểm đó em cũng vậy, thời điểm cách đây 2 năm cũng vậy, là mình chưa thấy cái gì cả, nhưng mà khi mà mình nhìn lại cái hành trình của mình á, mình đã gieo được rất là nhiều. Và cái việc mà mình có thể ghi chép lại những cái hình ảnh, mình chụp lại những cái hình ảnh mà mình đã gieo hạt á, bây giờ nhìn lại giống như gần đây nhất là khi mà chị Kim Anh thiền cà phê về cái việc mà chị gieo nở cho chùa Từ Hải từ đợt 1 là 50 triệu đến 100 triệu, xong là đợt 2 là 103 triệu ấy. Tức là cái thời điểm đó khi mà thực hành với cô Hà cũng đã, mình đã gieo rồi, mình đã thấy cái thông tin này ở trong nhóm mình đã gieo rồi, nhưng mình không hề có một cái ấn tượng nào hết. Mình cứ biết, chỉ biết là lúc đó mình gieo cho chùa, mình mong muốn chùa xóa nợ, nhưng mà mình chưa có một cái ấn tượng nào ở đây hết. Nhưng mà khi mà được nhắc lại, mình cứ được lặp đi lặp lại cái điều đó, và mình nhìn cái hạt giống nó quay lại á, mình nhìn thấy hạt của mình vẫn có cái dấu ấn mà mình đã gieo cho cái chùa này rồi, mà không phải một lần mà gieo 2 lần. Đấy thì giống như cái hạt giống nó ép mình phải phải nhìn thấy cái điều đó, và bắt đầu mình có cái sự là tin tưởng hơn, mình có thực hành hơn, và hiện tại mình cũng đang thực hành với chị Kim Anh trên cái hành trình xóa nợ. Không biết là thế thôi. Dạ. Vậy Cái thì gì? sau cái hành trình mà mình thực hành cùng với các leader và đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn đến hiện tại, thì không biết là chị Thanh có cái câu hay là một cái thông điệp nào để gửi đến các anh chị học viên mà đang trên cái hành trình mà thực hành design, ứng dụng design vào cuộc sống để đạt được những mục tiêu của mình không? Dạ vâng, em thì cái thông điệp thì không nói, em có cái giống như em vừa chia sẻ,
là mình cứ phải đi, mình cứ phải vấp ngã và đứng lên, và mình tự mình không có ai, những cái kết quả của em hay bất kỳ những cái người đi trước nào thì nó cũng là một cái câu chuyện và mà chính bản thân mình trải qua, nên là mình cứ phải có cái sự bước chân, mình phải trải nghiệm thì mình mới thấy được kết quả, chứ bây giờ mình nhìn mọi người mình ước ao thì mình cũng không có kết quả. Em xin được biết ơn chị Thanh ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình để có thể gặp và trò chuyện cùng với em, để có thể chia sẻ câu chuyện mà truyền cảm hứng của mình đối với những các chị học viên đang thực hành DCI trên đang hoặc là đang trên cái quá trình mà khó khăn đang hay là chưa đạt được mục tiêu của mình. Khi mà thực hành DCI thì sẽ luôn vững tin và luôn có niềm tin vào cái tương lai phía trước, khi mà trong cái hành trình gieo hạt, chắc chắn những cái hạt tốt đẹp của mình sẽ nở. Dạ em xin chúc chị Thanh là ngày càng sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và luôn ngày càng tinh tấn trên quá trình mà thực hành design của mình để đạt được những mục tiêu mà lớn hơn nữa trong tương lai. Dạ em xin biết ơn chị ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ em biết ơn chị ạ. Dạ em xin được phép out thoát cái buổi Zoom này đây chị. Dạ vâng, anh chào. Dạ, em biết rồi.